Rồi, ui khúc này cũng quẹo qua, khúc này còn đi lên, đi xuống, rồi đi xuống quẹo, rồi đi xuống, rồi đi 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 đi, rồi đến đây lại đi lên, trời ơi. Phải nói là bo con nhà bà đôi, bá con nhà bà đạo, tiệc con nhà bà dời, quá là bự dữ. Đó, đó, trời ơi. Tôi tự cảm thấy tự hào về bản thân mình luôn anh em ạ. Hello, Ellen Game nè, và chào mừng các bạn đã đến với series Sinh Tồn Đại Dương tập số 43. Ok, thì từ cái tập sinh tồn gần nhất ở trên kênh mình đến cái tập này là cũng 7 ngày rồi đúng không? Và 7 ngày trước đó, 7 ngày qua mình hơi có nhiều vấn đề về công việc, mọi thứ, cho nên là mình ra video chậm và chưa làm cái thử thách này cho các bạn. Cho nên là ngày hôm nay như cái thumbnail các bạn đã thấy rồi, thì chúng ta sẽ làm cái thử thách của tập 42 mình đưa ra là xây vạn lý trường thành bao quanh nguyên cái khu vực mình đang sinh sống, là từ đây quanh 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 qua đây qua đây qua đây quanh 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 qua đây, ok không? Và mình cũng đã chuẩn bị khá là nhiều những cái gương đá ở đây trong thời gian giữa hai cái tập này để cho các bạn xem. Lần trước thì mình nói là cái thử thách đó nếu mà đạt được 300 like thì mình sẽ xây cái thử thách vạn lý trường thành này, nhưng mà bây giờ đến thời điểm này nó 779 like rồi anh em ạ. Cho nên là chắc chắn, yes sir, chắc chắn là chúng ta phải làm thử thách này rồi mọi người ạ. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục yêu thương ủng hộ Ellen Game trong khoảng thời gian này nha. Trong khoảng thời gian mà các bạn đi học này ha, view YouTube các thứ nó sẽ bị thấp này ha, rồi mọi thứ nó sẽ không được quan tâm chăm sóc và chia sẻ đó. Đôi lúc nó sẽ hơi bị tụt mood một xíu trong cái vấn đề làm video. Nhưng mà không sao, miễn sao các bạn vẫn yêu thương, vẫn yêu thích Ellen Game thì Ellen Game vẫn sẽ làm những cái video trong thời gian tới cho các bạn xem ha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả những bạn đã tham gia hội viên trên kênh Ellen Game nha. Và đừng quên để lại cho mình một like, chia sẻ với bạn bè, bấm vào nút subscribe, đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video trong tương lai. Ok, bắt đầu thôi, vô. Rồi, ngày hôm nay chúng ta không cần quan tâm bất cứ cái gì ở cái map sinh tồn này hết, mà mình chỉ cần quan tâm ở khu vực này thôi. Mình đã chuẩn bị rất là nhiều những cái đá cuội. Đó, mình chơi đá này cho giống tường thành luôn nè. Anh em thấy mình chịu khó không? Mình còn 31 cục, mình mới vừa làm thêm một mớ nữa. Thì hy vọng là cái đống đá này sẽ đủ nha. Mình sẽ bao quanh một cái vòng khá là lớn ấy. Và mình sẽ có một cái cấu trúc. Từ từ, bây giờ mình sẽ chỉnh vào vừa phải cho đỡ lắc đi. Mình sẽ lấy cái này ra. Từ từ ha, mình sẽ phải có cái cấu trúc trước đã. Rồi mình sẽ lấy đầu tiên, mình sẽ lấy full stack một cái này đi, để mình chuẩn bị làm mốc đầu tiên nè mọi người. Ok không? Tại vì cái video này mình sẽ quay nó hơi mất thời gian, cho nên là hồi nãy giờ các bạn thấy mình hơi gấp để cho nó tiết kiệm thời gian đúng không? Rồi thì ở đây các bạn thấy là khi mà mình sẽ đặt như vậy ha, thì tính từ mặt nước đi, mình sẽ chưa tính ở dưới nha. Đối với những cái nào mà nằm sâu ở bên dưới mặt nước á, thì mình sẽ build sâu, để mình tiết kiệm đá trong cái lúc quay video này. Thì cái tường thành của mình á, mình sẽ cho nó là một cái tường thành như vậy. Yes. Nó có độ cao so với mặt nước á là 3 ô. Ok không? Rồi ở trên nó thì nó sẽ có một cái là cách ra 2 ô thì nó sẽ có một cái G cao lên như vậy, là để giống cái tường thành đúng không? Nhưng chưa dừng lại ở đó, chúng ta sẽ chơi khó mình hơn, khó bản thân mình hơn. Thì thông thường các bạn làm vậy là được rồi đúng không? Nhưng không, tôi sẽ chơi khó hơn. Tôi sẽ tạo thêm một cái đường đi 2 ô nữa, sau đó thêm một cái tường thứ hai, không biết đủ đá không nữa trời. Đó, thêm một cái tường thứ hai nha. Sau rồi cái tường thứ hai này mình cũng sẽ lớp lên như vậy luôn, để mình có thể di chuyển được trên cái tường thành của mình luôn. Ok không? Và mình sẽ uốn éo nó liên tục quanh cái hòn đảo này của mình. Trong một số trường hợp khúc quẹo ha, thì mình cũng sẽ quẹo qua tương tự như vậy thôi. Đây, mình cũng sẽ quẹo. Ê, từ từ, không, cái này không có nè. Đó, mình cũng sẽ quẹo qua cách 2 ô, sau đó nó sẽ là 3. Ok. Và cũng sẽ có một cái đường đi luôn. Cái này sai rồi nè. Ok. Đấy, trời ơi, không phải Ellen Game làm một cái tường thành của bắp của bơi cho anh em xem đâu, mà anh Ellen Game sẽ làm một cái tường thành bo đôi 300 ngàn tỷ. Ok, 600 tỷ gì đó. Đó, thì mình sẽ bo quanh như vậy ha. Và nó vẫn đảm bảo được cho mình là cái gì? Cứ 2 ô là mình sẽ có một cái tường thành cao lên, ok. Đó, rồi mình sẽ có một cái cột lên. Còn cái việc tiết kiệm đá như thế nào thì mình tính sao đấy. Mình sẽ bao quanh cái khu làng của mình với cái công trình này, cấu trúc này. Ok ha, đó là cái đầu tiên để mình cho các bạn xem. Tại vì trong quá trình mình build á, mình sẽ tua khá là nhanh. Tại vì nếu như mà mình không tua nhanh á, thì cái video này không biết là build đến chừng nào mới xong. Ok, cho nên là mình đã cho các bạn xem trước một cái cấu trúc mà mình sẽ làm rồi ha. Thì một lát mình chỉ cần tua video để cho các bạn xem cái quá trình mà mình thực hiện thôi. Ok. Và hy vọng là các bạn sẽ comment yêu thích và tiếp tục comment những cái thử thách của bạn bên dưới để mình làm nha. Tại vì mình cũng nhận được khá là nhiều comment của anh em, mình cũng đọc sơ sơ rồi. Có một comment của bạn nào đó là: anh ơi, anh bớt làm video về nhiệm vụ lại được không? Em không có chê là nó dở, nhưng mà xem nhiều quá nó cũng hơi ngán á, cho nên là anh có thể làm thêm những video về xây dựng, chắc là mọi người sẽ thích. Đấy, thì mình cảm thấy là cái comment đó là một cái comment mang tính xây dựng rất là tốt. Cho nên là anh em hãy comment thêm những cái thử thách
những cái gì đó các bạn muốn mình build, muốn mình xây dựng ở trong cái video series sinh tồn này thì mình sẽ tiếp tục xây dựng cho mọi người xem nó đỡ bị chán nha. Ok ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu. Rồi mình đã lấy full một cái gương đá ba lô rồi, bây giờ mình sẽ đi xây nha. Mình sẽ xây ngoài cái khu vực đảo dừa của mình luôn. Bạn nào mà xem những video làm nhiệm vụ thì các bạn thấy là đây có một cái đảo dừa, và cái đảo dừa này chính tay tôi trồng nha bà nội, rất là cực khổ nha bà nội. Trồng không có đơn giản đâu nha, kinh khủng lắm đó, đừng giỡn. Cho nên là chúng ta sẽ bảo vệ luôn cả nó bằng cái tường thành 600 tỷ của mình. Rồi thì mình sẽ bắt đầu từ đây nha mọi người. Đấy, tại vì khu vực biển nó sẽ khá là sâu, cho nên là mình sẽ tiết kiệm đá một chút xíu ở khu vực này. Trong thời gian giữa hai tập á, thì mình sẽ xây nó sâu xuống dưới luôn nha. Còn ở trong cái video này thì mình sẽ tạm xây ở trên mặt nước nha mọi người. Đây mình sẽ cao lên khoảng 3 ô đúng không? 3 ô, hợp lý rồi đó. Rồi bắt đầu tiến hành cái thử thách bo đôi này. 3 ô nè. Xong rồi, một cái nhánh lên nè đúng không? Ok không? Xong rồi tạo ra hai con đường để đi nè. Hay là một nhờ? Tại vì mình sợ không đủ đá đó mọi người ơi, hay là mình tạo một thôi anh em. Thôi chắc là mình sẽ tạo một để vừa đủ đi vòng vòng để kiểu như chính xác cách tường thành của mình thôi nhá. Chứ nếu như mà mình tạo hai ô thì mình sợ là không đủ đá, mất công là lại phải dừng cái video này của ngày hôm nay và ngày mai quay tiếp nó hơi cực á. Ok, cho nên là mình xin phép các bạn mình làm một đường thôi nha, hồi nãy ngu ngốc quá. Bài đặt làm hai đường, bài đặt bó đôi, một đường thôi, một đường là cũng là quá là VIP rồi. Ok, tiếp tục nào. Đầu tiên vậy thì mình sẽ xây cái đường đi trước nha. Ê, chết, trời luôn. Ở đây thì mình sẽ xây xuống. Đó, mình sẽ tạm thời xây ở khu vực biển nó cách như vậy trước đi, để mình tiết kiệm đá cho cái video đang quay này. Còn thời gian giữa hai tập thì mình sẽ bổ sung thêm nhé mọi người nhé. Thông cảm. Và mình cũng đã quên đem theo cái giường rồi, quá là ngu ngốc. Ok thì mình sẽ xây cái khung trước nha mọi người. Đấy ấy mình nhưng mà làm sao rơi xuống cái cánh này khó quá. Đấy mình sẽ xây một cái khung trước và mình sẽ chạy một cái đường thẳng bao quanh cái khu vực nhà của mình. Đó, khúc này mình lượn qua luôn nè, tại vì hai cái dừa này mình không có trồng nha. Xong rồi đến đây mình lại lượn qua bên kia nữa thì mình sẽ tạo được cái độ gấp khúc của cái thành của mình. Thì ở trong phim mà các bạn thấy mà cái tường thành của Tần Thủy Hoàng, cái bản Lý Trường Thành ấy, thì nó cũng uốn lượn đúng không? Nhưng mà thực ra không phải là do người ta xây nó uốn lượn, cái kiểu của nó uốn lượn, mà là người ta uốn lượn theo những cái gặng núi hoặc là những cái con đường á mọi người ạ. Cho nên các bạn mới thấy nó uốn lượn thôi nha. Cho nên là anh em đừng nói trời ơi vậy Lý Trường Thành là phải uốn lên uốn xuống, lượn lên lượn xuống, nhưng không, ở đây mình bằng phẳng thì nó cứ bằng phẳng thôi nha mọi người. Đấy, thì mình sẽ bao quanh nguyên cái khu này trước, mình sẽ chắc mình làm cái viền trước đi ha. Tại vì nếu như mà mình không làm cái viền trước thì mình không có điểm tựa, các bạn thấy không? Dễ lọt xuống biển lắm nè, cá mập nó sẽ liên tục cắn mình. Mình sẽ làm cái đường viền ở khu vực biển thôi. Đấy, đến đây thì mình sẽ quẹo qua này. Mình cố gắng đi đường vuông cho nó dễ mà mọi người. Còn đường xéo thì nó sẽ hơi khó. Một số trường hợp thì mình vẫn sẽ sử dụng đường xéo để tiết kiệm đá, nhưng mà về cơ bản thì đường vuông nó vẫn ok hơn. Tại vì cái đây là một cái công trình nó khá là to, một cái mục tiêu thử thách khá là to luôn. Mình sẽ cần khá là nhiều thời gian để làm, cho nên là mình sẽ tính toán đến tất cả những trường hợp nào mình có thể tiết kiệm và tối ưu nó được ha. Đó, mình cứ xây thôi. Ôi, cá mập nó táp lên, đừng nó táp lên được 3 ô luôn nha bà nội. Xạo lắm luôn á. Như vậy là xạo lắm con ạ, à, không được. Đó, tính ra thử thách này cũng khó chứ không có dễ à mọi người ha. Khó vãi nồi ấy. Nhưng mà chắc là mình cũng sẽ skip nhiều và nó cũng chán á, tại vì cái quá trình các bạn thấy không? Chủ yếu là mình sẽ xây thôi. Xây cái tường thành thôi chứ đâu có làm gì đâu. Hay là đọc comment nha. Đọc comment thì một lát lại edit khá là cực. Cho nên là mình sẽ đọc 10 comment. 10 comment của video sinh tồn 42. Rồi comment đầu tiên của bạn Gia Hùng hay Gia Hưng gì đó. Anh ơi làm thế nào để có bù nhìn ngoài hành tinh vậy anh? Bù nhìn hành tinh có cây cỏ mọc nhanh hơn bù nhìn thông thường không anh? Thì cái này nó cũng khá là khó để xác định ha. Tại thứ nhất á, bù nhìn ngoài hành tinh á, theo như anh nhớ thì nó là một loại bù nhìn mà mình lấy được trong kho. Kho là ở đâu? Là ở trong kho của game luôn. Trong đây ha, thì mình có thể lấy được bù nhìn ngoài hành tinh ở trong một cái sự kiện nào đó khi mà mình nhận được. Hoặc là mình làm bù nhìn, tạo bù nhìn ở trong chế độ sáng tạo. Chứ trong chế độ sinh tồn thì mình sẽ không có công thức để tạo bù nhìn ngoài hành tinh nha. Ở đây mình không có bù nhìn ngoài hành tinh luôn nè các bạn thấy không? Cho nên là nó sẽ không có cái tính khả dụng ở trong sinh tồn thực tế đúng không? Nó chỉ những cái map cũ thì nó sẽ dễ xuất hiện, hoặc là có thể đổi ra những cái thương nhân gì đó thì mình không nhớ. Nhưng mà về cơ bản thì nó cũng hơi khó để chúng ta có thể tận dụng được nó. Cho nên là cái câu trả lời dành cho câu hỏi này á, là không tạo được bù nhìn ngoài hành tinh ở trong chế độ sinh tồn đâu. Và thứ hai á, là hình như là nó mọc nhanh hơn thật đó mọi người ạ. Mình cũng có test trong chế độ sáng tạo thử là nó mọc nhanh hơn một tí thôi à, không nhiều đâu. Nhưng mà chắc là nó có mọc nhanh hơn ấy. Trong phần mô tả của nó thì mình không nghe rõ cái đó.
hoặc là nó sẽ giúp cho những cây chinh hô rách mọc nhanh hơn. Cái đó mình chưa xác định nha, để mình sẽ làm video ngắn lại cho các bạn xem khi mà mình xác định được cái đó. Ok ha, đó là comment đầu tiên. Comment của bạn Hoàng Vu Ác gì đó, không hiểu cái tên. Anh làm hai nhiệm vụ dễ với nhàm chán kết hợp lại với nhau thì nó sẽ đỡ nhàm chán. Ok, cái đó cũng là một ý đúng. Nhưng mà hiện tại các bạn thấy là tất cả nhiệm vụ, hình như là tất cả nhiệm vụ mình đã làm hết luôn rồi đó. Những cái nhiệm vụ dễ là mình đã làm hết rồi đó. Còn những cái nhiệm vụ khó thôi là mình không biết là làm sao mình có thể làm được những cái nhiệm vụ khó đó. Hơi hoang mang. Nhưng mà về cơ bản thì mình sẽ cố gắng, mình vẫn sẽ cố gắng thôi anh em ạ. Làm hết cái nhiệm vụ đó để chúng ta kết thúc cái series này và bắt đầu một cái series sinh tồn mới. Ok không? Còn sinh tồn băng á, thì cập nhật thêm một lần nữa thì khoảng đâu đó tháng 11 sẽ có cập nhật băng cho các bạn nha. Các bạn hãy chờ đợi. Ok ha. Hy vọng là anh em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Alan Game cho đến lúc đó. Và lúc đó vẫn sẽ ủng hộ tôi trong cái series sinh tồn băng của tôi. Ừ, biết đâu được. Rồi trước khi đến với comment tiếp theo đi ngủ cái nè. Ok. Mấy con cá mập nha. Mấy con cá mập này nó quậy quá anh em ạ. Ok, mình đã ngủ rồi. Sẵn mình cũng lấy thêm một ít đá rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thôi. Mình bắt đầu đi đến đoạn đường khó khăn này là nó sẽ vòng qua bên những cái gặn núi nè. Bây giờ mình cảm thấy là nó hơi khó khăn hơn đó. Ok. Rồi nhưng mà mình vẫn sẽ đi thôi. Trời ơi, lỡ nói với anh em rồi, khi mà đạt 300 like. Ôi, lúc đó đáng lẽ mình phải nói hơn 300 like. Chứ giờ 300 like thấy đơn giản quá ha. Các bạn like đúng nhanh luôn ấy. Ừ, 300 like nhanh vãi. Tôi quay qua quay lại chưa gì hết là thấy trong một tối hôm đó là cái video đó đạt được 300 like rồi anh em ạ. Kinh thực sự, anh em đỉnh đấy. Tôi thấy là lúc, chỉ có lúc đó là anh em đỉnh nhất thôi đấy. Sau này mình cứ làm như vậy nha mọi người. Muốn mình làm thử thách gì thì các bạn đạt đủ số like thì mình sẽ làm cho các bạn xem. Ok không? Tuyệt vời. Tuyệt con nhà bà vời. Ui, khúc này, khúc này đi làm sao đây nhờ? Tại vì nếu như khúc này mà mình làm hai ô á thì sau này mình sẽ không chặn được quái đúng không? Nếu như trong thực tế. Ok. Ôi, bạn Lý Trường Thành phải chuẩn chỉ. Rồi đến lúc này là mình phải thấp xuống cái này để mình tiết kiệm đá đúng không? Mình bảo vệ cái tường thành ở bên dưới đúng không? Ui, ui, vậy tính ra nó cũng không đơn giản nha mọi người. Mọi người thấy không? Mới bắt đầu đến những khúc này, hồi nãy ngoài biển thì các bạn thấy là tuy là nó hơi nhiều cá mập, nhưng mà cái việc xây dựng của nó khá là dễ đúng không? Mình chỉ cần xây một đường thẳng thôi. Nhưng mà bắt đầu vào núi nè thì các bạn cũng biết được là hồi xưa Thần Thủy Hoàng đã huy động lực lượng như thế nào để có thể làm được cái bạn Lý Trường Thành rồi đúng không? Với lại một điều nữa mình cũng thông tin với các bạn dành cho những bạn nào chưa biết á, thì bạn Lý Trường Thành á không phải chỉ một mình ông vua Tần Thủy Hoàng xây đâu nha mọi người, mà vạn Lý Trường Thành được xây từ nhiều đời vua Tần chứ không phải là một mình ổng nha. Nhiều anh em xem lịch sử cứ bị nhầm lẫn tại vì ổng là một cái người quá là nổi tiếng về cái việc mà ổng thống nhất cái đất nước Trung Hoa đúng không, cho nên là kiểu mỗi lần nhắc đến lịch sử này nọ thì mọi người chỉ nghĩ đến là à một mình ông Tần Thủy Hoàng là người đã xây nên vạn Lý Trường Thành tại vì ổng quá nổi tiếng, ổng quá là dữ dội. Nhưng mà về thực chất á thì đó. Về thực chất thì rất là nhiều đời vua Tần mới xây được cái vạn Lý Trường Thành nha, để bảo vệ bờ cõi của cái nước Tần ở trong thời điểm đó. Cho nên là anh em nào mà chưa biết thông tin thì đó, cung cấp thông tin cho bạn rồi nha. Đây ba ô này, đến đây là đúng cái landing của mình này. Xong rồi tiếp tục xây ra. Chết cha, nhưng mà cái đỉnh núi này nó cao quá, mình bảo vệ bờ cõi mình như vậy thì nó có ổn không ta? Mấy con quỷ cá mập kia nó cứ lăm le tôi ấy mọi người ạ. À. Ôi bay nữa rồi này. Trong đất liền thì chắc mình sẽ bỏ cánh, mình có Cindy mà mình sẽ sử dụng Cindy ha. Rồi comment tiếp theo của bạn Mai Anh. Anh xây chuồng chim chích chòe đi. Trời ơi, cái con chim đó là cái con chim mà nó mình cảm giác như là cái con đó là một cái con yêu quái mọi người ạ. À. Con yêu quái. Con đó là cực kỳ là kinh khủng nha. Mỗi lần mình đi bắt nó để mình ép cái dòng may mắn á thì nó rất là bo đôi, nó rất là tào lao tào leo á. Khó bắt cực kỳ luôn nha. Mặc dù là mình đã cố gắng sử dụng quả ốc chó để mình dụ nó này ha. Rồi mình còn thuần hóa nó, nhưng mà mình sao mình không dẫn nó về nhà được á mọi người, nó bị biến mất á. Cái lúc mà mình biến nó thành trứng xong rồi mình tạo nó ra thì nó biến mất, nó giống như con gà đỏ vậy đó. Khi mà các bạn thuần hóa nó, các bạn biến nó thành trứng xong và khi các bạn tạo ra trong map sinh tồn ha thì nó sẽ bị biến mất. Không biết tại sao lại như vậy. Nhưng mà nó rất là ngô nghê kỳ cục, cho nên là mình sẽ làm cái thử thách đó sau. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ làm một chuồng chim chích chòe đó, tại vì ở trong cái nhà kính của mình nó cũng có một cái khu vực có thể nuôi chim chích chòe khá là ok đúng không? Đó, lần trước thì mình nói rồi ha, mình sẽ bao quanh nguyên cái khu này. Xong mình bao quanh qua bên cái bờ sông này, mình đi đường bờ sông thì cho nó tiện á mọi người. Với lại nó cũng sẽ bảo vệ cho cái thành mình chắc chắn hơn. Mình sẽ bao quanh cái bờ sông này. Xong bao quanh qua đây. Xong rồi vòng qua bên đây cái đường của mình. Ui nó rộng lắm nha anh em. Cho nên là buộc lòng chắc là mình phải skip video nhé mọi người, thông cảm nha. Ok, tiếp tục nào. Rồi comment tiếp theo của Mini Sao. Wow, anh cũng làm nhiều việc đấy chứ. Trời nhiều mà. Làm hơi bị nhiều luôn á. Việc gì cũng làm. Cho nên là mọi người phải thương yêu tôi bằng cách là xem video, bấm like, bấm đăng ký, bấm chia sẻ và đợi những video mà tôi sẽ ra để xem, ủng hộ cho tôi. Ui nhưng mà khúc này khó nhờ. Mình uốn lượn theo cái này chia cho nó ngựa ngựa mà khó quá. Đúng không? Hơi khó ha.
Cái này mình làm mình nhớ đến cái mà mình lúc mình xây cái này nè mọi người, cái đường 3.000 tỷ này nè, nhưng mà nó đường thẳng nó khá là dễ ấy. Còn cái này là mình đang xây một cái tường thành bao quanh và nó phải uốn lượn nữa, cho nên là nó hơi khó nhờ. Là mình nhớ lại cái thời điểm mình làm cái đó ghê. Tại vì cái thời điểm mình làm cái đường đi đó đó là mình không có quay video cho các bạn xem đúng không ta? Mình nhớ là mình không có quay video mà mình chỉ làm một cái đường đi cơ bản thôi. À có quay video, cái đó có quay cái quá trình làm luôn thì phải. Mình không nhớ nữa, các bạn nhớ comment bên dưới lại cho mình biết nha. Nhưng mà cái này là mình cảm thấy nhận định là nó khó hơn cái đó gấp 5 lần. Thẳng một đường luôn anh em ạ. Khúc này là mình thẳng một đường đến đó luôn nè. Comment tiếp theo của bạn Châu Phan Nguyễn Pha Nguyễn gì đó. Anh xây nhà con thỏ đi. Ok. Xây nhà con thỏ thì cũng ok đó mọi người ạ. Nhưng mà vấn đề á là tại sao tôi thắc mắc một cái là tôi làm rất là nhiều video về hướng dẫn xây dựng ở trên video ngắn và video dài không ai xem hết, mà mọi người lại muốn xem video hướng dẫn ở trong sinh tồn nữa. Nhưng mà mình sẽ làm, nhưng mà mình đang không biết là mình sẽ làm video sinh tồn hay là video ngắn hay video sinh tồn hay là video xây dựng bình thường ấy. Các bạn thử comment cho mình biết với video kiểu gì là phù hợp với anh em. Rồi comment tiếp theo của bạn bạn Nguyễn Du Kỳ, anh làm sinh tồn zombie đi. Sinh tồn zombie thì phải có map mình mới sinh tồn được đúng không ta? Các bạn nào có map sinh tồn zombie nào mà hay hay á, các bạn comment cho tôi đi, ID UAD để tôi tải về tôi chơi thử nha. Biết đâu được chúng ta sẽ có một series để đời. Nhưng mà thường những cái map mà làm về cách sinh tồn đặc biệt như vậy á thì thường nó sẽ dính liền với gameplay của nó, hoặc là nó sẽ không chơi được thời gian dài và lâu á mọi người. Kiểu chơi được một khoảng thời gian thôi là nó sẽ không chơi được nữa ấy. Khoan đến khúc này mình làm như thế nào cho nó tiện nhờ. Nếu mình đi theo cái đường nước này á thì một lát cái tường thành của mình á tự nhiên nó lọt ở giữa cái thằng mấy thằng ăn cướp nó từ bên đây nó nhảy qua bên kia cái cũng qua được. Cho nên là bây giờ mình sẽ quyết định làm một cái nó kinh khủng hơn. Ừ cái này kinh khủng quá, không ổn lắm. Mình định là bọc lên cái đỉnh núi luôn, nhưng mà như vậy thì nó hơi không được. Thôi làm vừa vừa thôi anh em, mà không đủ đá để bắt lên cao như vậy đâu mọi người. Tại vì mình tin á là với cái sự cố gắng của mình với cái tường thành này thì các bạn cũng đã đủ thỏa mãn với cái tường thành của Ellen Game xây 60 tỷ rồi. Chứ không đến nỗi là các bạn ép tôi rồi phải leo lên đỉnh núi, phải trèo đèo lội suối nhiều hơn đúng không? Tôi biết anh em thương tôi. Linh comment các bạn Linh Ngô. Trời ơi anh ơi, muốn con đà điểu sinh sản nhanh á thì anh bắt chưa thuần hóa thì nó sẽ sinh sản nhanh hơn lúc thuần hóa đó anh. Ok luôn. Cái này ở tập sau mình sẽ test nha. Thì hy vọng là nó sẽ đúng như cái lời bạn Linh Ngô nói để mình hoàn thành cái nhiệm vụ lời nói chăn nuôi luôn. Tại vì nhiệm vụ đó cũng là một nhiệm vụ khó ở cái khu vực con đà điểu, nó khó quá. Ok, hy vọng là nó sẽ đúng những lời của bạn Linh Ngô nói. Còn bây giờ thì mình sẽ skip video một xíu nha mọi người. Chứ nếu như mà như vậy thì nó sẽ hơi lâu, các bạn xem video sẽ hơi dài đó. Ok, quay lại với anh em sau khi mà mình đã xây xong cái này, xây xong cái viền. Còn khá là dài đó, còn nửa chặng đường luôn, mình mới được nửa chặng đường thôi. Ok, quay lại với anh em trong một cái chớp mắt nào và chúng ta sẽ xây tường nha. Hí bùm. Ok trời ơi, một cái hành trình cực kỳ là gian nan vất vả, các bạn thấy cái gì không? Mình mệt quá, mình muốn ngưng video này tại đây luôn á anh em ạ. Mình đã đi một vòng luôn nhá, các bạn thấy đi một vòng đẹp không? Đó, mình sẽ đi từ đây xong rồi từ đây quẹo qua đây. Ui đẹp ghê nha. Rồi ở đây mình còn phải chặt thêm một ít cây nữa mọi người. Kiểu cây nó bị chắn cái đường thành của mình ấy. Đấy, thì mình cũng đã đi khá là nhiều. Mình đi đến bên đây thì mình bị dư một đoạn nè. Xong rồi mình phải bắt từ bên đây ngược lại thì nó mới khớp được. Thì ok, thì đó là cái này. Đó là cái đó. Ok, chúng ta đã có được một cái viền thôi nha mọi người. Nó chưa phải là một cái tường thành nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây cái này dài qua bên đó thành cái tường thành. Và ở khúc biển này thì nó hơi khó nè. Tại vì mình không biết làm sao mình có thể xây được nữa. Nhưng mà hy vọng là mình có thể xây được. Ây da, thì nói chung là mình sẽ xây như vậy. Và mình sẽ tiếp tục xây ra như vậy. Đúng không? Rồi, ở giữa thì mình sẽ ra cái này. Đấy. Để cho nó hoàn thành một cái tường thành. Và ở dưới mình còn phải xây nó thành một cái tường nữa. Oh no. Cá mập thì khá là nhiều cho nên là mình hơi rén á mọi người. Mình không có điểm tựa nào để có thể xây được. Đấy, mình sẽ xây như vậy ha. Mình sẽ chạy dài lên như vậy. Đó, cá mập nó liên tục nó cạp mình các bạn thấy không? Bọn cá mập này không biết làm sao để nó xóa mất nó luôn ấy. Không thể nào giết hết được nha mọi người, giết nó cứ spawn ra hoài à. Tại vì mình đang ở khu vực gần biển anh em. Ok, chắc là mình sẽ ăn gian trong cái video này một xíu là mình sẽ sử dụng thần thú để mình đi trên mặt biển. Giống như các bạn những video trước mình hay nói là mình sẽ không sử dụng thần thú trong sinh tồn đúng không? Nhưng mà ở cái thử thách này chắc là các bạn cho phép mình sử dụng con thần thú này đi nha. Để mình đặt được ở trên biển nó dễ hơn nè. Đó, mình không có cái điểm tựa mọi người ạ. Thì khi mà có thần thú vào thì mình sẽ đặt dễ hơn ở khu vực biển. Đấy, để mình làm được cái tường thành của mình ha. Chứ nếu như mà bây giờ mà kêu mình cà bơi cà thọt lên để mình xây cái này thì chắc lâu á. Ok, hy vọng là anh em sẽ thông cảm cho mình.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây tường thành thôi. Đó, mình xây được một cái đường thẳng rồi này, thấy chưa? Kinh chưa? Ok. Tiếp theo thì mình sẽ phải dùng một cái này. Cũng hơi khó đặt đó mọi người, thần thú cũng không có dễ đặt đâu nha. Ừ, thần thú cũng khó đặt đó mọi người. Rồi, mình vẫn phải bắt cầu để mình đi lên này. Rồi, mình vừa mới đi thêm một cái vòng ở ngoài. Ủa sao khúc này mình thiếu một mảng vậy ta? Do nó bị load bản đồ không được thôi anh em ạ. Nhưng mà khúc này tự nhiên cái nó thiếu một mảng của mình ta. Hết hồn. Tôi tưởng nó bị cái gì chứ. Nè, đang đứng ngay chỗ đó luôn nè mọi người. Khúc này nó không hiển thị trên bản đồ anh em ạ. Lạ gì? Thôi kệ nó đi. Nhưng mà cơ bản là mình đã xây được một cái tường đi đường thẳng này thì khá là dễ mọi người ạ. Nè, bắt đầu lên mấy cái núi này, gập ghề này mới khó nè. Gập gồ gập gần này mới khó nè. Nha, hy vọng là mình sẽ thành công. Ayo, và mình vừa mới quay lại vào ngày thứ hai. Đây là ngày thứ hai rồi nha mọi người. Mình cũng đã chuẩn bị thêm một ít đá nữa. Mình cũng đã đi được một chặng đường khá là dài ngay khúc này rồi nè. Và đây là ngày thứ hai mình quay cái video này nha. Là video này mình đang quay 2 ngày. Ok. Và chắc chắn là hôm nay mình sẽ hoàn thiện luôn cái đường còn lại luôn cho anh em, để anh em có video trong ngày hôm nay xem nha. Hôm nay mình đang quay video khúc này là đây là ngày thứ năm. Thì ngày hôm nay sẽ có video dài cho mọi người. Đáng lẽ là mình định đăng ngày hôm qua, nhưng mà hôm qua là không kịp anh em, cho nên mình phải ngừng nửa chừng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hành trình tiếp tục thử thách làm vạn lý trường thành xung quanh cái căn cứ địa bản địa tuyệt vời của ấy lên game. Ok, vô, let's go. Trời ơi, các bạn biết là mình đã đi rất là cực luôn mọi người. Ui, nguyên cái tường này là không có đơn giản đâu nha anh em. Tôi đi trời vòng vèo, anh em thấy không? Ảo lắm. Sau khi mà mình làm xong á thì mình sẽ đi lại một đường cho các bạn xem nha, nguyên một cái hành trình từ trên xuống dưới cho các bạn xem. Ủa, khúc này mình chưa đi. Ok, từ từ. Hôm qua đang quay nửa chừng xong phải ngưng anh em ạ. Cho nên là khúc này nó đang bị thiếu nè. Đó, mình sẽ đi tiếp tục 3 đường ha. Và sẽ y như vậy thôi. Mình vẫn sẽ hai ô đặt một cái cột. Đấy, khá là đơn giản. Và hy vọng là các bạn sẽ thích cái thử thách này và hài lòng với cái thử thách mà mình làm. Hài lòng với cái thử thách này của tôi chứ tôi hơi bị trầm cảm nha. Tại vì cái thử thách này các bạn xem từ đầu đến giờ ha. Mặc dù là các bạn chỉ xem nó đơn giản là một cái video rất là bình thường thôi, nhưng tôi đã rất là vất vả. Cho nên là bây giờ tôi sẽ tiếp tục xây cái tường thành này. Trong quá trình xây tường thành thì mình cũng phải chặt cây nữa mọi người. Tại vì có mấy cái cây này, kiểu mấy cái cây mà nó sát cái tường thành mình quá, nó mất cái độ an toàn, mình chặt luôn. Đấy, cho nên là bạn thấy là cái cưa xích của mình sắp hư rồi nè bà nội. Trời ơi, quá là vất vả đến từ vị trí của ấy lên game. Quá là chăm chỉ. Mà tự nhiên nãy giờ tôi đứng đây tôi làm cái gì vậy ta? Tại khúc này nó đang bị lệch đó mọi người. Mình đang muốn là build ở đường trong, nhưng mà nó sẽ dính cái cây đó và chặt nó cũng rất là lâu, cho nên là ok mình sẽ đi đường ngoài. Đó, tiếp tục là như vậy thôi nha. Và xây cái tường ở dưới sau, mình sẽ xây ở cái đường đi khoảng một đoạn, sau đó mình sẽ xây tường. Là hôm qua giờ mình làm thấy cái quy luật như vậy đó. Ok, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nha. Mình sẽ skip một đoạn nữa để cho các bạn xem.
là khi nào mà mình đến đây thì mình sẽ quay lại tiếp này. Tại vì khúc này nó cũng hơi hơi quằn. Ui, còn đến 50% chặng đường lận nha. Khoảng 45% chặng đường nữa. Ok, mình sẽ tua nhanh hoặc là skip video cho các bạn xem đỡ chán nha. Let's go. Ây à, ta da ta da ta da. Trời ơi, mình còn một đoạn một xíu nữa thôi anh em à. Mình đã bao quanh hết rồi nha. À, mỗi cổ, mỗi tay, đau lưng, mỗi gối. Ôi, cực kỳ là kinh khủng anh em à. Cực kỳ là kinh khủng luôn nha. Không đơn giản chút nào nha mọi người. Khúc này lại còn phải bật lên nữa này. Ây à, từ từ, hai ô. Mình còn một xíu thôi anh em à. Hai ngày trời quay video này rồi. Đã đến lúc kết thúc rồi. Ở đây, từ từ. Ở đây. Tại vì khúc này mình phải đi lên đúng không? Đấy, mình sẽ đi đến cái chặng đường cuối cùng. Một cái đoạn quẹo cuối cùng thôi. Một cái ngã hai quẹo cuối cùng góc 90 độ này. Để chúng ta kết thúc cái hành trình mà gọi là xây dựng cái thử thách vạn lý trường con nhà bà Thành. Ôi ui. Ok. Sắp xong rồi hai ngày của tôi. Khúc này kệ cha nó đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cuối cùng. Ây à, nổ. Không cảm nha anh em. Nhưng mà đặt nó nhanh hơn nhiều này thấy không. Đặt con khủng long thấy vậy chứ cũng không dễ hơn đâu nha. Lúc đầu mình không biết á mọi người ạ. Mình còn phải bắt đường nữa. Nó hơi cực. Cái chân ở dưới thì từ từ mình tính sau nha anh em thông cảm nha. Chứ bây giờ mình mà làm thêm cái chân nữa là cái video này 3 ngày lận anh em ạ. Hy vọng số đá mình đang còn trên người sẽ đủ. Ờ kệ mới vừa nói luôn. Mới vừa nói chưa dứt câu nữa hết đá rồi bà nội. Rồi rồi từ từ nào baby. Baby 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 ố le. Đó. Mình sẽ xây kiểu này nó dễ hơn nhưng mà các bạn sẽ nhìn hơi khó chịu. Vì nó sẽ hơi bị chớp mắt đúng không? Tại vì nó cứ ngập lên ngập xuống. Đào con này, yay. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được vạn lý trường thành. Khoảng 50% vạn lý trường thành đi. Tại vì cái đường chân 70% vạn lý trường thành. Tại vì cái phần chân ở dưới mình chưa giải quyết xong. Ok, nhưng mà như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành rồi đúng không? Mình sẽ lên cho các bạn xem nha. Ok, và chúng ta sẽ thử đi một vòng vạn lý trường thành của chúng ta. Ôi, các bạn thấy kinh chưa? Rất là chất chơi luôn nhá. Alien Game đã bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể gọi là xây dựng hoàn thành 100% 70% các bạn lý trường thành trong cái thử thách mà mình đã nói với các bạn. Các bạn thấy không, 300 like của các bạn hoàn toàn là miễn phí và nó cực kỳ là nhanh chóng đơn giản để các bạn có thể like luôn đúng không? Nhưng mà mình đã mang lại cho các bạn một cái video hết sức là chuẩn chỉ tuyệt vời đó, một cái dạng lý trường thành 60 tỷ rồi đó. Và nó cũng khá là chất chơi nha mọi người. Hình như là trong Mini World chưa ai xây dựng một cái tường thành bao quanh nguyên một cái khu vực rộng như vậy đúng không? Mình nghĩ nhớ là như vậy. Hình như là chưa có ai như vậy cả. Tại vì không có ai rảnh giống như mình mà xây nguyên cái tường thành bao quanh nguyên cái khu vực rất là rộng lớn đúng không? Đó, mình còn cả lên đèo xuống núi nữa. Ủa sao bên kia có một bạn trái na nó cứ đứng đó. Đây, đó các bạn thấy không, mình còn bắt ngang qua một cái đỉnh núi nữa nha. Đó thì ở đây nè, đó mình sẽ đi qua đỉnh núi hết chưa. Ghê chưa, xong mình còn xuống núi nè. Xong mình còn quẹo nè. Trời ơi, không phải đơn giản xây được anh em à. Phải bỏ công sức thời gian rất là nhiều ra đấy. Mình sẽ có thể đi trên cái tường thành này để bảo vệ kiểu như là căn cứ nhà của mình. Và nó có chân đàng hoàng chứ nó không phải có chân nha đấy. Trời ơi. Lên xuống, rất là cầu thang lên xuống luôn. Gặp gần khúc khuỷu quanh co. Chuẩn chỉ đến từ vị trí của Alien Game bo đôi. Trời ơi, còn ai nói Alien Game không bo đôi nữa. Những bạn nào mà chưa thấy Alien Game bo đôi thì các bạn sẽ thấy Alien Game bo đôi từ giây phút này. Khi mà các bạn xem được một cái tường thành 60 tỷ vạn lý trường thành trong Mini World bao quanh một khu vực cực kỳ rộng lớn. Ôi chết cha, chết. Hi. Xin lỗi. Để xây thêm luôn này. Đó, mình sẽ đi một vòng mình kiểm tra luôn anh em ạ. Sẵn cái chân nào mà mình chưa có thì mình sẽ xây cái chân cho nó luôn.
Đấy, chuẩn chỉ chưa? Khúc này hơi méo một xíu, không sao, có một lóc thôi. Bên đây có chân luôn, rồi, đấy. Cực kỳ là tuyệt vời đúng không anh em? Ui, công nhận mình xây khúc này đi lên cao luôn này. Công nhận mình xây dài ghê luôn ấy. Chỗ mới đi được đến đây thôi nè. Nửa chặng đường thôi nè. Ui, bạn thấy không? Mặc dù cái tường thành nhìn nó cũng hơi cơ bản thôi, nó không có, ủa cái gì? Nhưng mà các bạn thấy là cái công sức mà các bạn có thể xây dựng được một cái tường thành này nó cũng không phải là đơn giản đúng không? Bỏ thời gian ra rất là nhiều nha, 2 ngày trời. Mà trước đó là mình phải bỏ ra 3, 4, 5 ngày để mình chuẩn bị cái số đá này nữa. Tại vì cái số đá này các bạn biết là nó không phải là đá thường. Một cục đá thường á, mấy cục đá thường nó mới chế được một cục đá này nha. Cho nên là trong cái khoảng thời gian đó mình đã đào lũng cả một cái vách núi luôn. À một lát mình cho bạn xem. Thì đó, các bạn thấy ha, cái đường đi tường thành nó còn lên xuống khúc này luôn. Khúc này cũng có lên xuống này. Lên một đoạn nhẹ thôi, tại vì nó có một cái cát bên đó. Thì chắc cha mình đói rồi, thức ăn của tôi đâu. Trời ơi, thấy không? Đi dạo quanh cái tường thành 60 tỷ của Elite Game mà đến nỗi đói bụng luôn anh em. Là anh em biết nó dài cỡ nào rồi. Ok không? Chết cha rồi, không có gà để đi nhanh nè, đi chậm quá nè. Ui mà nó xa cực kỳ nhá. Các bạn thấy là nó xa cực kỳ nhá. Ui, quá là chuẩn chỉ luôn, như một con game bắt cua luôn. Nhưng mà cái này bắt cua đơn giản thôi, không bị té. Ok, đó. Xời, ai mà bo đôi được như tôi. Đây mấy cái cây mà mình chặt cho bớt đi nè. Nó còn lại mấy cái gốc nhìn thấy ghét không? Rồi, ui khúc này cũng quẹo qua, khúc này còn đi lên. Đi xuống. Rồi đi xuống quẹo. Rồi đi xuống, rồi đi. Rồi đến đây lại đi lên, trời ơi. Phải nói là bo con nhà bà đôi, bá con nhà bà đạo, tiệt con nhà bà dời. Quá là bự dữ. Đó, đó, trời ơi. Phải nói là tôi tự cảm thấy tự hào về bản thân mình luôn anh em ạ. Tại vì nó quá là dữ á. Thời gian công sức rất là nhiều nha. Không đơn giản để làm được một cái công trình như vậy. Mặc dù là cái cấu trúc này là một cái cấu trúc đơn giản, chỉ là đặt đá. Nhưng để làm được trong sinh tồn thì cần rất là nhiều công sức, rất là nhiều sự tài năng và bo đôi. Ồ nãy giờ tôi cứ nói hoài. Thực ra nãy giờ tôi đang nói nhảm đó mọi người. Tại vì cái quá trình mà đi cho các bạn xem một cái tường thành như vậy thì nó cũng không có gì để nói. Cho nên là mình cũng đang nói xàm nói nhảm để cho các bạn đỡ bị... Ui thịt của tôi. Ê mấy anh quỷ yêu nghiệt. Để cho các bạn xem, các bạn đỡ bị chán khi mà mình đi vòng vòng mình tham quan ha. Đó ok, thì cái tường thành nó như vậy thôi. Thì trong thời gian giữa những 2 tập tiếp theo á, thì mình sẽ cố gắng đó đặt thêm những cái chân ở bên dưới để cho cái tường thành mình nó hoàn chỉnh nhất. Tại vì mình còn đá mà. À hết hồn. Khúc này đúng rồi nha, khúc này đi lên như vậy đúng rồi nha. Không phải lỗi nha. Rồi. Xời. Chất không. Đến đây chúng ta sẽ đặt 2 viên gạch cuối cùng cho cái hành trình xây dựng vạn lý trường thành. Yeah. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video trong phút này. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy chớ cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm vào subscribe đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video trong tương lai. Có những thử thách gì comment bên dưới thì mình sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Mệt quá, bye bye.